Đây đây là cái thành này nha. The thành, the citadel wall. Very big and thick. And like 30 feet. Thick. No, wait. 100 feet maybe. 100 feet thick. Đây, bụi rơm dễ thương chưa? Trồng rất nhiều marigold, thọ rồi thành cúc nè. Cúc nè. Thọ nè. Có thêm salad cà rốt nè. Đẹp chưa? Wow. Đẹp quá, hóa đẹp quá. Hóa đẹp quá.